Hôm nay là ngày rằm, mình ra chợ kiếm lấy ít đồ tươi tươi về tối liên hoan. Vụ cấy cày vừa rồi tôi cũng thấy mình vất vả, mua ít đồ về tẩm bổ cho nó lại sức. Gớm, mọi hôm ăn cân tằm nhả có lạng tơ mà hôm nay hào phóng thế. Bảo đi mua thì cứ mua, năm chuyện. Thế mua gì ghi vào giấy kia, không đến lúc người ta mua về không vừa ý lại gào lên. Thì mua 7 cái đậu với lạng rưỡi tôm, thừa thì mua mấy quả chôm chôm về tráng mồm. Có lạng rưỡi tôm thì ai ăn ai đừng, thế mà bảo liên hoan. Có tí mùi tôm là được rồi, ăn lấy hương lấy hoa thôi, sao lúc nào cũng thích ăn chật mồm là thế nào. Đây, cầm lấy tiền. Ăn thì mới có sức mà làm chứ, còn thích ăn hương ăn hoa ấy, lên nóc tủ mà ngồi. Này, tiền nong đút cho nó cẩn thận vào, cô là hay rơi vãi lắm đấy, mất thì đừng có trách tôi. Ôi, cô mua đậu. Bà bán cháu 7 cái đậu bà ơi. Ơi, đấy thì mua đi. Bà, dạ cô cố là cô mua nhiều thế. Gà son đây rồi. Ơi, này cô, đậu của cô. Cố bản gì đâu bà ơi, khổ lắm. Ôi làng nước ơi, đứa nào lấy mất tiền của tôi. Ôi làng nước ơi, mẹ biết nó làm sao với chồng con. Cô cứ bình tĩnh, xem lại cốp xe xem. Cháu đi xe đạp làm gì có cốp. Mấy chị em mình cho em nó mấy đồng để em nó mua đậu đi, không phải về chồng con em nó nói mắng khổ thân em nó ra. Cô nói hợp lý đấy. Hả? Mỗi chị em mình cho cô mấy đồng. Đây chị cho em mấy đồng để em lấy tiền mua đậu. Đây bà cho con mấy đồng không có về chồng con nó đánh khổ thân, không phải khóc nữa nhá. Mấy người cho mấy đồng là được rồi. Đấy là được rồi. Xin. Cô bán cho tôi 2 bỉ giá. Cụ ơi, sao cụ mua lắm thế? Ăn giá đi chợ cho khỏe. Lão chồng nhà tôi đi chợ kém lắm, chưa đến chợ đã hết tiền rồi. Ôi giời ơi, mày chọn nhầm người rồi con ơi. Tiên sư bố mày chứ, thanh niên sức giải vã dậu không làm đấy mà ăn. Lên sở cấm. Ôi trẻ thế này mà trộm cắp hôm nay mai chó tha cho con. Ôi giời ơi, ôi sẽ bỏ quần tao ra, lộ hết nội thất rồi. Tiên sư bố mày. Ôi giời ơi, ôi này mà chó nó đấy. Để bà nói cho mà nghe, tiền thì ai cũng quý, nhưng hãy nhớ rằng đừng có trộm cắp con ơi. Bỏ mồ hôi công sức ra mà làm mà ăn, trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm tiếng xấu vẫn còn trơ trơ. À, cái sư bố vạn lời mày, mày lấy tiền của tao đúng không? Ôi giời.